phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021. Tạo sân chơi cho thiếu nhi từ giỏ xe. Thay đổi cách xếp lương giáo viên từ năm 2021. Cẩm Tú và Lê Nguyên xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên địa chỉ website tayninhtv.vn. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 2021 xin được kính chúc quý khán giả có một ngày mới làm việc thật hiệu quả. Và bắt đầu chương trình Tây Ninh Ngày Mới ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong ngày qua. Sáng ngày 2 tháng 3, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2021 và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2021. Cùng tham gia với đoàn có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân ngày truyền thống của ngành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm chúc cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, hiện nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tiến hành chặt chẽ và khẩn trương. Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tổ bầu cử được thành lập chậm nhất là ngày 3 tháng 4 năm 2021, trước ngày bầu cử 50 ngày. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ căn cước công dân có gắn chip và bảo đảm chỉ tiêu cấp 625.000 thẻ mới cho người dân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã kịp thời tổ chức thu nhận hồ sơ và việc cấp căn cước công dân gắn chip đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Đặc biệt, kể từ ngày 23 tháng 2, việc cấp căn cước công dân gắn chip còn được thực hiện vào buổi tối tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ 19 giờ đến 21 giờ 30 để đáp ứng nhu cầu cấp đổi thẻ mới của bà con. Người dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip vào buổi tối có thể đến liên hệ tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội, số 1 đường Trường Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra một số chỉ tiêu thi đua chủ yếu như nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, nhất là quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu kéo giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020, giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia, điều khiển phương tiện giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thêm một công trình cụm trò chơi miễn phí dành cho thiếu nhi vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình được lắp đặt tại nhà văn hóa khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành. Điều đặc biệt là công trình này được làm nên từ những chiếc vỏ xe đã qua sử dụng. Đây là một trong những công trình cụm trò chơi miễn phí dành cho thiếu nhi thuộc dự án hành trình thứ hai của lớp xe do Đoàn Thanh niên phường Long Thành Trung phối hợp cùng sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Công trình gồm 5 hạng mục trò chơi phù hợp với mọi độ tuổi với tổng kinh phí thực hiện là 17 triệu đồng. Được lắp đặt trong khuôn viên rộng rãi thoáng mát, đây được xem là điểm vui chơi giải trí lành mạnh và an toàn cho thiếu nhi tại địa phương. Nhân tháng thanh niên năm 2021, Đoàn Thanh niên phường Long Thành Trung cũng trao tặng 12 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Kính thưa quý vị, thay đổi cách xếp lương giáo viên từ năm 2021, đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại các thông tư số 01, thông tư số 02 và thông tư số 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2021.
Từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, ngày các thông tư trên có hiệu lực, cách xếp lương cho giáo viên các cấp theo chức danh nghề nghiệp mới tương ứng như sau. Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 đến 6,38, hiện nay đang áp dụng hệ số lương dao động từ 1,86 đến 4,98. Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 đến 6,78, hiện nay hệ số lương của đối tượng này đang dao động từ 1,86 đến 4,98. Giáo viên trung học cơ sở áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 đến 6,78, hiện nay đang hưởng theo hệ số lương từ 2,1 đến 6,38. Thưa quý khán giả, da mụn không chỉ là nỗi lo riêng của chị em phụ nữ, mà cả những bạn trẻ ở tuổi dậy thì. Sau đây thì chị Ngọc Châu sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho quý vị các cách cơ bản để chăm sóc và ngừa mụn cho da. Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Châu rất vui khi được gặp quý vị khán giả vào chương trình ngày hôm nay. Thì sau Tết rồi thì chắc có lẽ là chúng ta đã cùng gia đình quay quần sum họp cùng gia đình để ăn những món ngon ngày Tết như là bánh tét, củ kiệu hay là những món cay nóng. Thì bên cạnh những cái món ngon đó thì có lẽ là chị em chúng ta sẽ nổi mụn rất là nhiều. Thì hôm nay Châu sẽ hướng dẫn cho mấy chị những cách mà chúng ta nhận biết về mụn và cách phòng ngừa khi có mụn xảy ra. Thì những nguyên nhân gây ra mụn là, một là trường hợp đầu tiên là chúng ta ăn nhiều đồ cay nóng, nó sẽ gây ra mụn. Cái thứ hai nữa là chúng ta thức khuya, làm việc quá nhiều hoặc stress. Nguyên nhân thứ ba nữa là mụn do dậy thì nó... những cái hormone khi mà chúng ta dậy thì những hormone nó phát triển thì lỗ chân lông nó sẽ co giãn nở ra, thì nó sẽ tiết nhiều bã nhờn, thì lúc đó nó sẽ gây ra nhiều mụn. Châu sẽ hướng dẫn cho mấy chị những cách mà ngăn ngừa mụn tái phát khi tại nhà. Thì thứ nhất á, là chúng ta nên vệ sinh da cho thật kỹ, rửa mặt, vệ sinh da cho thật kỹ, vì khi da nó có nhiều bã nhờn thì nó sẽ gây ra mụn. Và cái thứ hai nữa, khi chúng ta mà trang điểm makeup quá nhiều thì chúng ta nên tẩy trang cho thật kỹ, vì khi mà những cái mỹ phẩm, những cái chất còn tồn đọng trên da thì nó sẽ gây ra viêm và mụn. Và cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta không nên dùng tay bẩn để đưa vào lên trên da. Khi dùng tay bẩn lên thì nó sẽ gây ra nhiều vi khuẩn, thì vi khuẩn nó sẽ gây ra mụn. Và cái trường hợp cuối cùng là chúng ta nên hạn chế thức khuya, vì thức khuya nó sẽ, đó là cũng là nguyên nhân gây ra mụn. Và ăn nhiều rau quả, trái cây và uống nhiều nước. Tại vì khi mà da chúng ta khô thì cơ thể nó sẽ điều tiết ra chất nhờn, và khi những chất nhờn đó nó sẽ đọng trên da thì sẽ gây ra mụn. Cho nên hạn chế tình trạng da khô, và hạn chế tình trạng da khô thì chúng ta nên uống nhiều nước, và ít nhất là uống 2 lít nước mỗi ngày. Chúng ta nên ăn nhiều trái cây, rau củ quả vào thì da của chúng ta sẽ có nhiều vitamin và nhiều khoáng khuẩn, thì nó sẽ hạn chế tác nhân gây ra mụn. Tiếp theo chương trình, Lê Nguyên sẽ gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Ninh mây thay đổi, ít mưa, gió nhẹ, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 35 độ. Và kính thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh thì chúng ta đang bước vào chuỗi ngày nắng nóng. Tia cực tím tại khu vực khá cao, với chỉ số UV cực đại tiềm năng là 10 đơn vị, mức nguy cơ gây hại rất cao. Mức UV cao bắt đầu từ tuần trước và kéo dài cho đến nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo thì khi mà chỉ số UV mức từ 8 đến 10, nếu như mà chúng ta ở ngoài nắng khoảng 25 phút thì có thể bị bỏng da. Cơ quan khí tượng khuyến cáo là nắng nóng đi kèm với độ ẩm thấp đã khiến cho cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi mà hoạt động ngoài trời trong một khoảng thời gian dài. Do đó, để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta cần chú ý là uống nước thường xuyên, cần che chắn và thoa kem chống nắng cho da khi đi ra ngoài. Và hy vọng rằng những thông tin mà Lê Nguyên vừa chia sẻ vừa rồi sẽ hữu ích cho tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay 3 tháng 3 trên TTV11 sẽ có rất nhiều chương trình hay dành đến cho tất cả quý vị khán giả. Trong đó thì có chuyên mục về chính sách đất đai. Và sau đây thì Cẩm Tú và Lê Nguyên mời quý khán giả cùng xem chương trình này sẽ có những thông tin gì quý vị nha. Thưa quý vị khán giả, luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp nhà nước thu hồi đất như gì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội do vi phạm pháp luật về đất đai. Vậy thẩm quyền thu hồi đất thuộc về cơ quan nào? Trình tự thu hồi đất được pháp luật quy định như thế nào? Người sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất
có được bồi thường về đất hay không, hình thức bồi thường như thế nào. Đây là những câu hỏi mà người sử dụng đất thắc mắc khi nhà nước có quyết định thu hồi đất. Tất cả sẽ được giải đáp trong chuyên mục Chính sách đất đai lúc 21 giờ 30 phút thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2021. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Con đừng có nói dối. Chương trình tìm cho con. Bà đã thấy con có vấn đề rồi. Hậu quả cuộc trốn chạy không thành của Minh Thư trong thân phận của Thùy Quân là gì? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 14 của bộ phim Sứ mạng song sinh sẽ được phát sóng lúc 12 giờ. Trung đoàn tròn 70 năm, một trong những trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội Nhật Nam. Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về lịch sử vẻ vang và tình yêu âm nhạc của các chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 trong tập 19 của chương trình Giai điệu thao trường phát sóng lúc 13 giờ ngày hôm nay. Phù Giao, chạy đi, nàng chạy mau đi. Chàng tưởng ả có thể thoát khỏi căn phòng này sao? Kinh Trần làm gì trước điều kiện liệt hồn tán của Phù Diện? Đón xem tiếp diễn tiến ở tập 24 của bộ phim Phù Giao Hoàng hậu phát sóng lúc 17 giờ. Trên người chị có mùi Phật thủ, có mùi của xạ hương nữa. Tôi không thể nhịn được cho nên áp xì một cái. À, còn có gì nữa? Còn có... Được Tả Chấn trao cho cơ hội, nhưng được nhận vào công ty Mỹ Hoa là do thực sự ưu tú. Bước ngoặt này có phải đã mở ra cho Vinh Cẩm Tú cánh cửa mới? Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hấp dẫn ở tập 9 của bộ phim Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm. Phim được phát sóng độc quyền trên TTV11 vào lúc 19:45. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Kính thưa quý vị, ở vòng 26 giải ngoại hạng Anh, Chelsea và Manchester United đã thêm một lần nữa trong mùa giải 2020-2021 chia điểm với nhau trong trận hòa 0-0. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 99 năm hai đội hòa nhau ở cả hai lượt trận trong cùng một mùa giải tại giải đấu cao nhất của nước Anh. Đối với các cổ động viên của Quỷ Đỏ thì đây thật sự là điều đáng lo, bởi Man United đã không ghi nổi bàn thắng nào trong 7 trận gần nhất đối đầu các đối thủ trong nhóm Big Six mùa này trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh. Trong đó, thầy trò ông Solskjaer đã để thua Tottenham 1-6 và thất bại 0-1 trước Arsenal tại lượt đi. Còn lại là các trận hòa 0-0 với Chelsea, Man City, Liverpool và Arsenal. Trong khi đó, dù Chelsea đã không thể thắng Man United trên sân nhà Stamford Bridge để chiếm vị trí thứ tư của West Ham, nhưng ông Thomas Tuchel đã trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử cùng đội bóng của mình có 4 trận đầu tiên trên sân nhà đều giữ sạch lưới ở giải ngoại hạng Anh. Còn vào lúc 3:15 rạng sáng mai, Quỷ Đỏ thành Manchester sẽ hành quân đến London để làm khách trước Crystal Palace ở vòng 29 Premier League. Đây là trận đấu mà Man United buộc phải thắng để níu kéo hy vọng mong manh về cuộc đua vô địch trước khi sẽ có trận derby thành Manchester trên sân của Manchester City vào cuối tuần này. Đó là trận đấu rất có thể sẽ xác định được cục diện giải ngoại hạng Anh có sớm ăn bài hay không. Tại vòng 25 Serie A, AC Milan sẽ gặp Udinese. Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu thăng hoa và liên tục dẫn đầu bảng, AC Milan đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi và hiện đã bị Inter vượt lên vị trí số 1 với khoảng cách 4 điểm. Do đó, một chiến thắng trước đội bóng đang đứng thứ 12 sẽ giúp AC Milan tạo áp lực lên đội bóng cùng thành phố cũng như nhà đương kim vô địch Juventus ở vị trí thứ 3. Quý vị thân mến, diễn biến kết quả các trận đấu vòng 29 giải ngoại hạng Anh, vòng 25 Serie A cùng những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13:30 trên kênh TTV11. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát vào lúc 6:30 hàng ngày. Và quý vị cũng có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube truyền hình Tây Ninh hoặc cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Lê Nguyên, Cẩm Tú và ekip thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.